Nhà ơi, bắt đầu tiếp tục video thứ hai nha cả nhà. Video tiếp theo cả nhà, video thứ tư rồi. Thứ tư rồi, thứ hai xin lỗi cả nhà nha. Rồi, bây giờ đang tề tụ về cái rạp để làm lễ dự tiệc. À, để làm lễ dự tiệc với trao phát quà cho các tổ đi lễ hương để về phát quà cho hộ nghèo và hộ khó khăn trong hương nha cả nhà. Cả nhà giờ xem nhớ cho mình một like, đăng ký kênh nha. Nông trại chùa thuốc đó là nội dung của lễ hôm nay. Thành thần với sự đại diện hội thánh. Mùa về mùa đăng ký kênh mới coi được nha. Mùa đăng ký kênh tôi á, mùa mới coi được anh này trực tiếp kênh YouTube luôn á. Tài trần vlog, tài trần vlog Thành Vũ Linh Hồng Loan. Cầm quay dùm cho để coi cái quên coi tài trần vlog quay được cái đông em. Ủa Vinh Huy đâu? Vinh Huy đâu rồi? À. Dạ à, đăng ký em mới coi được. Có video sáng giờ nè. Dạ em đăng tải lên ở đó ha, quánh gửi vô. Về cho xã em coi, dạ. Không biết được nói. Bật cái chuông lên. Dạ. Bật cái chuông lên không có được, dạ. Ừ. Đó, vậy là có rồi, em có video là chị có coi. Dạ. Không có mạng không được, có mạng rồi chứ bây giờ không có mạng không được, chứ phải chụp hình đi, cho chụp hình đi. Thấy anh quay trực tiếp quá trình đó để lát xuống tới năm tiệm năm tiệm để làm tiệm. Giờ người đi. Ủa giờ cỡ gánh giờ nhiều tiệm lắm. Không, chị chụp hình đi, chị chụp hình em mà chị mới vô được. Ủa cái kênh chị này sao rồi mất tiêu rồi. Khoan khoan để em tìm đi. Giờ nhiều người xin lắm quá trời luôn à. Tại đừng có được hình tiền không ra. Ai gần người ta siêu ráng chịu. Im em à, nhìn đây. Mình biết là không biết là từ nãy chiều cái đó đó hả? Quên đỡ cái đó là ta cần nói tóm đó không? Tóm đó không nói đó cái đó hả? Đi không được. À, bởi vậy ăn mấy bữa nay bị mai đồ mất tết đó. Cái cảm gì? Mấy chị ở mấy chị ở bên tuổi hả? Dạ 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 vậy coi ha. Dạ. Bên tuổi đi. Bên Thượng Hải hả? Bên Thượng Hải quen đâu, bên tuổi lên đường bên tuổi đi. Em đăng ký. Thì mình có vô nhà mình đi nhưng mà có điều là làm tại đó. Rồi chị em đăng ký rồi chị. Còn em có mạng không? Có em lấy máy chụp hình để chụp đi về bấm vô. Anh ở đây à, chụp hình này nè, đâu có wifi mà cho mình lấy chụp cái này nè, chụp cái nít của anh nè, chụp cái nít chạy bấm y vậy á, bấm y vậy cái bấm giữ tiền rồi em coi được đó rồi chưa nè, coi thì có video của anh nè. đây coi đó, video đó coi đó. Rồi, rồi bắt đầu lo lớn anh đang quay á, muốn quay ngang là quay.
cũng coi hết cái video rồi đó. Đó. Người lớn là đang chụp cái nick này nè. Vậy em bấm y cái nick này nè, các em bấm cái tiệm đây nè. Vô bấm xong rồi tiệm đây. Ha. Thích, coi xong rồi thích. Tại sao chấm cái này? Chết rồi, bỏ rồi. Chấm lại, chấm một lần thôi. Nè, chấm ngón tay chấm lần thôi. Chấm lần thứ hai là anh trả gì xuống không, thấy không? Này, chấm lần thứ hai là anh trả gì xuống không nè. Chấm một lần thôi. Thằng quen à? Ờ, ok. Chấm vậy là được đó. Không, chia sẻ rồi. Đây, chia sẻ đây nè. Đây, chia sẻ đây. Chia sẻ đây, chia sẻ lên Facebook. Đó, vậy đó, mình muốn vào đó. Facebook hình như chưa có mạng hay gì đó. Đó. Vậy đây. Đây, về đây. Về tự xử đi. Đăng mà mình phải viết mấy chữ đâu vô nữa. Mình viết cái ví dụ thí dụ về là thánh thất họ đạo tu hay gì đó, thì đó mình mới viết vô, mình mới đăng. Tự nhiên mình chia sẻ mình đăng lên vậy người ta có biết cái gì chỗ nào. Rồi em gái tôi đi đâu rồi, tao nó cầm máy đâu rồi. Thấy giờ thấy chưa? Dạ dạ. Nè nè nè, em tính lấy cho ông xã em. Ờ coi đi rồi ấy. Coi đi lấy cho ông xã. Hay không? Dạ. À, không, ông về ông coi cũng được. Để ông bấm luôn, kêu ông bấm luôn. Đúng rồi. Chào cả nhà, chào cả nhà yêu thương, chào cả nhà được thích ngang, chào cả đồng đạo. Trời ơi, có nhỏ, có hiền muội quay video nãy giờ luôn. Trời ơi hay quá Hiền Muội ơi. Cái gì? Ai biết được tả rồi đó. Ừ hay quá trời. Nãy giờ Hiền Muội có nói vô không? Không có. Còn có nói không? Trời ơi có nói luôn hả? Quay lại em cái đi. À quay lại nè. Rồi video trực tiếp nha cả nhà. Video trực tiếp tại Thách Thách Đường Lưu Năm Trại. Chúng ta hôm qua cũng đi bằng nhau. Mời Thương Ký. Coi được nhiêu phút rồi? Dạ. Coi được nhiêu phút rồi? À 7 phút không? À giờ dưới này nè. Ờ 7 phút 20. Rồi để 10 phút cho mình thấy. Để dài quá nó ấy nó nặng. Về đăng ký kênh coi nha. Trực tiếp luôn á. Bên của anh Tài Trần Vlog Phan Vũ Linh Hồng Loan. Tài Trần Vlog Phan Vũ Linh Hồng Loan. Đăng ký kênh này xem. Trực tiếp à chụp hình đi lấy máy chụp hình vậy nè. Cái máy chụp hình chụp viết y vậy nè mới tìm nó ra. Chụp. Ngoại đạo mình đông đủ quá cả nhà ơi. Hiền Vinh Hiền Muội Hiền Tỷ gì quá trời luôn đông đầy đủ. Rồi chụp cái nét đó đó. À, giờ em bấm như vậy. Đó, vô vô bi em bấm như vậy em tìm ra nè. Rồi, các nữ hiền tỷ mình về đông đủ lắm cả nhà ơi. Ở nhà vào xem mình nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Hồi nãy nhờ Hiền Muội cầm cái máy quay. Cầm máy quay và đi nãy giờ biết nói mà không biết có thu vô đây được không à. Cái micro mình treo đây mà cầm đi quay mà không biết nói chuyện vô không. Các Hiền Quynh Hiền Tỷ mình Hiền Tỷ mình quá nhiều đây. Từ các nơi về luôn. Bến Củi có, Hòa Thành có, Đông Hoa có. Cẩm Giang có, Gò Dầu có. Nhiều quá. Rồi. Rồi cả nhà vào xem và nhớ đăng ký và chia sẻ và like cho mình nghe cả nhà. Thôi cũng gì chúc đồng đạo mình cũng ngày dự buổi lễ này cũng là vui vẻ nghe, ăn lành ấm no hạnh phúc bên gia đình nha. Rồi cũng ráng cố gắng lập công bồi đức nha. Thôi mình cũng xin tạm dừng video ở đây thì hẹn các đồng đạo hơn Vinh Tỷ mình video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt các Vinh Tỷ đồng đạo gần xa ha. Rồi bye bye. Rồi chào tạm biệt Vinh Tỷ nha. Vinh Tỷ nhớ về đón xem nha Vinh Tỷ, phải đăng ký kênh nha, đăng ký kênh mới coi được nha.
rồi đăng ký xem mà mới được nha. Sáng giờ mình làm 4-5 video rồi. Rồi, mấy bye chào tạm biệt nha.